Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái buổi livestream vào ngày thứ hai hàng tuần của Anna. Hôm nay thì Anna sớm livestream sớm hơn một chút. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói đến một cái chủ đề mà có rất là nhiều người đã inbox cho Anna và hỏi là chị Anna ơi, làm thế nào để có thể dẫn dắt được đội nhóm, làm thế nào để có thể follow up được, tức là làm thế nào mà để có thể làm thế nào mà để có thể làm cho tư hướng dẫn được cho một tư vấn viên. Đó thì hôm nay Anna sẽ hướng dẫn với các bạn, trao đổi với các bạn một chút thông tin làm sao mà mình có thể hướng dẫn được cho tư vấn viên mới. Đó, đây có lẽ là một trong những cái kỹ năng mà nhiều bạn sợ nhất. Giống như là mình có thể bán hàng này, mình có thể bán hàng rất giỏi, mình cũng có thể tuyển dụng được, mà sau khi tuyển dụng xong họ vào hệ thống rồi, mình không biết phải làm gì tiếp với họ. Đó, đấy là cái thứ mà chúng ta cần phải làm mạnh thêm cái kỹ năng này. Ngày hôm nay Anna nói về cái phần đấy, tức là làm thế nào để mà một người tư vấn viên mới vào mình sẽ hướng dẫn họ, mình tự tin mình hướng dẫn họ như thế nào. Đó. Rồi, thế thì bây giờ nếu như trong trường hợp mà chúng ta đã có tư vấn viên thì chúng ta sẽ thông thường là khi mà vào là chúng ta sẽ bắt đầu vào việc luôn, là chúng ta sẽ làm việc với họ giống như dạng như là sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng rồi sản phẩm, đúng không ạ? Thế mà ở đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút. Có lẽ là nếu mà các bạn điều chỉnh được cái chỗ này thì toàn bộ cái quá trình mà hướng dẫn một tư vấn viên làm việc nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và bây giờ các bạn hãy giúp Anna tag tên những cái người đồng đội của các bạn vào, giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên các cái nhóm, bất kể nơi nào bạn thấy rằng là có đội ngũ của chúng ta họ đang cần. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm sao đấy để có thể trang bị được cho nhau, trao đổi với nhau để mà chúng ta có thể ra được một cái cách làm mà nó hiệu quả nhất. Giúp Anna tag tên và chia sẻ bài viết nhá. Rồi. Đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên. Cái phần đầu tiên á, mà Anna thường nói với tất cả những bạn ở trong đội nhóm của Anna, đấy là trước khi mà bạn muốn tư vấn viên đấy làm việc, trước khi mà bạn muốn tư vấn viên đấy họ học tập những cái kỹ năng, thì mình phải có một cái phần gọi là chào mừng. Cái việc chào mừng á, thì đôi khi chỉ chiếm khoảng tầm chưa đến một phút. Và mặc dù là cái phần chào mừng chưa đến một phút nhưng mà nó lại rất là quan trọng. Tại vì người ta cần phải được welcome, người ta cần phải có một cái gì giống như kiểu đóng dấu, giống như kiểu ký tên. Giống như là mỗi tại các bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao hai người ở với nhau lại phải có cái việc mà ký vào một cái tờ giấy gọi là đăng ký kết hôn, không ạ? Tại vì chính cái động tác mà ký giấy đấy nó làm cho người ta bị neo cái cảm giác là à, hay quá, bây giờ là chúng ta đã chính thức làm. Và cái việc mà welcome đó thì mình phải chúc mừng họ vì họ đã có một quyết định rất là chính xác, rất là đúng đắn, bởi vì họ đã có mặt ở đây. Sau khi mà đã chúc mừng họ rồi thì mình sẽ nói với họ là đội nhóm chúng ta là như thế nào, S69 là như thế nào, rồi những đội nhóm nhỏ của từng cái nhánh một là như thế nào. Ví dụ như đội của Anna thì Anna sẽ nói là team huyền thoại thì là như thế nào, để cho họ hiểu cái văn hóa của mình. Hãy nhớ rằng là họ vào đây là bởi vì họ cảm thấy có một cái gì đó tương đồng, và cái văn hóa là một điều rất là quan trọng khi mà chúng ta đi xây dựng đội nhóm. Và rồi thì sau khi mà đã nói như vậy thì Anna sẽ làm một việc số 2, đó là cài đặt kỳ vọng. Cái này Anna gọi là giống như là reframing á. Anna sẽ cài đặt kỳ vọng ngay. Cài đặt kỳ vọng nghĩa là sao? Đây là công việc kinh doanh của ai? Nào, đây là công việc kinh doanh của Upline hay là công việc kinh doanh của cái người mà mình mới chiêu mộ vào nào? Các bạn hãy comment xuống cái từ này đi. Đây là công việc kinh doanh của ai? Rõ ràng, mỗi một người là một doanh nghiệp, mỗi một người là một chủ doanh nghiệp, chúng ta là doanh nhân. Chúng ta chỉ đi tìm cái đối tác, tức là công ty Cyber Wellness hoặc là một công ty nào đó, họ sẽ là những cái đối tác của chúng ta, đúng không ạ? Thế còn việc của chúng ta là gì? Chúng ta vào, chúng ta làm việc và chúng ta xây dựng hệ thống dựa trên những cái nền tảng có sẵn, là một cái, nói ngắn tắt là một cái người khổng lồ mà chúng ta hợp tác. Và vì thế cho nên rằng là mỗi một người là một doanh nghiệp riêng, và cái từ khóa độc lập là từ khóa rất là quan trọng. Việc của mình là làm sao để người ta có thể độc lập một cách nhanh nhất có thể. Đấy là những cái gì mà mình sẽ làm. Mình sẽ làm sao đấy để người ta độc lập, và mình phải nói luôn với họ là gì? Đây là công việc của doanh nhân. Đã là công việc kinh doanh thì không phải là ai người ta cũng sẽ cảm thấy phù hợp, không phải ai người ta cũng sẽ lựa chọn, không phải ai người ta cũng cảm thấy rằng là nó xứng đáng để tham gia, không phải ai người ta cũng cảm thấy rằng là có người ta trong đó.
Cho nên rằng là mình xác định như vậy luôn đi thì toàn bộ cái quá trình mà mình trao đổi, mình làm việc với nhau ấy, sau này nó sẽ không bị một cái là bị cấn là tại sao em nói với người A không được, sao em nói với người B không được. Quan trọng là chúng ta phải biết xác định cái thị trường mục tiêu và phải biết khai thác đúng vào thị trường mục tiêu, tìm ra những người đang cần thiết có cái công việc này, chứ không phải là mình biến đổi cả thị trường. Giống như mình không bao giờ, mình là gái xinh đến đâu mình không bao giờ có thể làm một anh chàng mà gay mà yêu mình được, không thể được. Mình chỉ tập trung vào những người mà đang có nhu cầu. Và Anna luôn luôn nói với đội nhóm của Anna là hãy tìm những người có nhu cầu, hãy tìm những người có sẵn nhu cầu thì mình đẩy lên rất là nhanh. Đó, tìm sẵn những người có nhu cầu. Và khi mà mình tìm sẵn những người có nhu cầu á thì việc của mình là gì? Việc của mình là cứ lật hết cả một bộ bài có 52 lá. Việc của mình là lật hết cái bộ bài đấy lên. Khi bạn lật hết bộ bài đấy lên thì trong bộ bài sẽ có 4 con heo. Cứ cho là 4 con heo này là 4 con tàu vàng đi, thì bạn lật hết cả 52 lá lên, tự động mà sẽ có con tàu vàng. Đó là cái điều số 2 Anna sẽ làm. Và điều số 3 thì Anna sẽ bắt đầu hỏi là bạn thích cái gì, bạn sợ cái gì. Tức là mình phải biết được là điểm sung sướng của họ và điểm đau khổ của họ, điểm T và điểm G đấy. Và sau khi mà mình biết được là đâu là cái điều mà người ta đang dẫn lối cho người ta, đâu là cái điều mà người ta né tránh, tức là mình phải kiểm tra cái hệ giá trị của họ. Có rất nhiều được dẫn lối bởi tiền bạc, có nhiều người thì được dẫn lối là bởi vì được cống hiến, có nhiều người là bởi vì sức khỏe, có nhiều người là cơ hội phát triển bản thân. Đó, mình phải biết rằng là họ đang được dẫn lối bởi cái gì và đồng thời họ đang né tránh cái gì, họ sợ cái gì, thì mình cũng phải nói, cũng phải hỏi để làm rõ. Có rất nhiều người có thể dạy những cái người trong đội nhóm của mình, duy nhất chỉ có apply trực tiếp thì bạn cần phải hiểu về cái sự khao khát của tầng 1 của mình. Nếu chúng ta là apply trực tiếp mà chúng ta chưa hiểu về khao khát của tầng 1 mình thì bạn cần phải xem lại cái vai trò dẫn dắt của bạn, nghiêm túc xem lại vai trò dẫn dắt để mình có được bài học, mình rút kinh nghiệm ngay lập tức. Thế thì tất cả những cái điều mà chúng ta làm á, chúng ta cài đặt kỳ vọng ngay từ đầu, nó tức là thiết lập luật chơi ngay từ đầu ấy, nó còn quan trọng hơn cả là cái việc mà bạn đưa cho họ cái sơ đồ trả thưởng, hay là cái chiến lược kinh doanh, hay là bạn đưa cho họ những cái thông tin về sản phẩm hay gì đó. Hãy luôn luôn hình dung rằng là một người vào với làm với chúng ta là vì họ cảm nhận được sự tồn tại của chính bạn ấy. Họ cảm được sự tồn tại và cái sự hiện diện, cái sự dẫn dắt. Họ tin vào mình. Cho nên việc của mình là làm cho họ cảm thấy chắc chắn về công việc, làm cho họ cảm thấy chắc chắn về những gì họ lựa chọn, và làm cho họ cảm thấy chắc chắn về cái người dẫn đường của họ. Đó. Và điều số 4, Anna sẽ hỏi là lúc mà họ tụt mút, họ muốn được hỗ trợ như thế nào? Có hai trường phái. Một trường phái là gì? Một trường phái là họ bảo bạn cần phải làm cùng tôi nhé, bạn cần phải thúc đít tôi nhé, bạn cần phải ở bên cạnh tôi và hiện diện cạnh tôi. Còn một trường phái họ bảo là để yên, cứ để cho tôi yên. Thực ra ấy, khi mà lên livestream thì Anna khá là ồn ào. Thế mà khi mà Anna tụt mút ấy thì Anna lại không muốn ai ở cạnh hết. Ngay cả những cái người gọi là gần gũi nhất như cái anh bạn đồng hành của Anna thì Anna cũng bảo anh hôm nay anh đi về nhà bố mẹ ngủ đi. Tức là mình cần có một cái khoảng không gian riêng. Và rồi lúc đấy thì tôi cũng sẽ gửi con tôi đi du lịch một ngày chẳng hạn, để mình có thời gian mình làm việc với chính bản thân mình. Tôi cần, cái mình cần là làm việc với cái thế giới bên trong của mình, chứ mình không cần nương nhờ vào sức mạnh ở bên ngoài. Mình biết rằng là có thể giải quyết được cái việc của mình tốt hơn mình hết. Đấy là một nhóm tính cách nhé. Thực ra nhóm này rất là mạnh đấy, và họ đang tìm cách để mà dung hòa mọi thứ bên trong. Thế và có một số nhóm nếu mà bạn thả họ một mình là họ sẽ đi luôn. Thì bạn phải rất để ý cái điều này. Thế thì bạn phải hỏi họ và nói thật đi, chia sẻ là thật là chân thực. Và bạn phải ghi vào cái quyển sổ là người này thích cái đấy. Và thông thường tôi sẽ bắt đầu nhớ, ví dụ chị Kết. Tôi biết chị Kết là thích du lịch chứ không thích mẹc này. Nói về hình ảnh là Mercedes thì chị tức là nó không kích thích chị, nhưng mà nói về hình ảnh là đi du lịch thì sẽ kích thích chị. Nói về hình ảnh là đi du lịch một mình thì không kích thích chị, mà nói về cái phần thưởng mà chúng ta có cái phần thưởng 1.6 tỷ để đi du lịch vòng quanh thế giới đó, dành cho hai người, là chị rất thích đưa chồng chị và cả gia đình đi du lịch. Nếu như là chị Lệ, tầng 1 là chị Lệ, thì Anna biết là chị Lệ rất là thích giúp đỡ người khác. Bà quá giàu rồi, thế cho nên rằng là cái bà thích là làm sao ấy để hỗ trợ được người này thu nhập 30 triệu, người kia thu nhập 40 triệu, người nữa có ô tô, rồi bà ấy thích trở thành trainer.
À, chị Kate cũng thích trở thành trainer. À, rồi ví dụ như là có một số tầng một khác của Anna thì thích tiền, hay bản thân Anna là Anna thích tiền. Ví dụ như anh Maro tầng một khác của Anna thì anh ấy thích tiền. Và đương nhiên thì ở đây thì cái cách mà đồng tiền nó quay trở lại nó rất là nhân văn rồi, tất cả chúng ta đều biết. À, bằng cái việc đấy thì sau này cứ mỗi lần mà họ có xu hướng là hơi chệch chệch đường ấy, hơi chệch chệch đường ấy, thì mình sẽ đưa họ vào ngay. À, rồi sau khi mà mình cài đặt đấy là bốn điều, và điều số 5 thì Anna sẽ nói về tính hệ thống. Tính hệ thống tức là gì? Anna nói ngay từ đầu luôn, công việc hàng ngày trong một tuần là có tối thứ hai, tối thứ tư, tối thứ ba, tối thứ sáu, tối chủ nhật là có lịch gì. Anna nói luôn bất di bất dịch, đây là ngành công công gọi là đây là ngành công nghiệp, mà ở đấy chúng ta cái thứ chúng ta làm việc đó sẽ là con người với con người, và cái nguồn lực mà hỗ trợ chúng ta thì đó chính là hệ thống. Cho nên nếu bạn xa rời hệ thống thì nó sẽ làm cho cái quá trình phát triển của mình chậm lại. Người hướng dẫn của Anna nói một câu, nếu mà mình làm theo cách riêng của mình thì cách riêng của mình nó có thể có mặt tốt và có thể có mặt chưa tốt, bởi vì nó là cách riêng của mình cho nên nó có thể hại mình, và nghiêm trọng hơn nó có thể hại những cái người mà tin tưởng đi theo mình. Trước khi mà bạn muốn sáng tạo thì bạn phải hiểu cái nền tảng là cái gì. Trước khi bạn muốn tối ưu để ra được một cách làm tốt hơn thì bạn phải biết cái hiện tại hệ thống đang được vận hành như thế nào, và bạn cần phải đưa người vào hệ thống. Và cái tính hệ thống ấy là Anna sẽ nói luôn, đã là hệ thống thì bạn phải có mặt hiện diện ở tất cả mọi cái buổi đào tạo và đưa người của mình vào tất cả những buổi đào tạo. Hãy nói cho họ, thông báo với người mới của mình trước buổi đào tạo, nhắn tin với họ trong buổi đào tạo và nhắn tin với họ sau buổi đào tạo, hỏi họ xem là hôm nay họ cảm nhận như thế nào, hỏi họ xem là hôm nay họ nhận học được cái điều gì mới, hỏi họ xem là họ thích cái phần gì nhất trong buổi học ngày hôm nay. Thế thì nếu mà bạn muốn họ làm với cả những cái người mới của họ ấy thì bạn phải làm với họ y chang như thế. Người ta sẽ không nghe theo những gì mình nói mà người ta sẽ làm theo những gì mình làm. Nếu mà bạn chưa làm những điều này thì đương nhiên tầng 1 của bạn hoặc là hệ thống của bạn sẽ chưa làm những điều này. Cho nên là làm ơn hãy làm những cái điều này, và nói với họ là hệ thống ấy sẽ giúp cho mình giữ được cái đà. Ai mà vào hệ thống nhiều sẽ có được đà. Cái nghề của mình là nghề chia sẻ câu chuyện mà. Mình có mỗi một thứ thôi là mình nói, đúng không ạ? Mình huấn luyện cũng là mình nói. Mình tìm ra chiêu mộ ra hiền tài cũng là mình nói, mình giới thiệu bán hàng cũng là mình nói, mình làm gì cũng là mình nói hết. Thế cho nên rằng là mỗi một một cái kỹ năng đấy thôi, còn lại là mình phải cậy nhờ vào hệ thống, mình phải có hệ thống và mình phải biết sử dụng sức mạnh của hệ thống. Và vì cái việc của mình là nói như vậy á thì mình cần phải có nhiều câu chuyện, và ở trong các cái buổi đào tạo thì có rất nhiều câu chuyện để mình kể. Mỗi ngày người ta lại thấy mình kể một câu chuyện mới, mỗi ngày ta lại thấy mình kể một câu chuyện mới. Thế là tự động cái việc mà hướng dẫn, cái việc dẫn dắt của mình á, nó một cách vô thức người ta thấy là à, mình đơn giản là những người đi kể chuyện thôi, đúng không nào? Bạn mà bán hàng thì bạn phải kể câu chuyện gì ạ? Các bạn, cái chỗ này các bạn phải phân biệt này, các bạn phải ghi xuống này. Nếu ai đó bán hàng, người ta sẽ chia sẻ câu chuyện về cái hiệu quả của sản phẩm. Anna nhớ rằng là cộng đồng của chúng ta có một cái nhóm mà trên cái nhóm đấy á, là có cái có chia sẻ với nhau hơn 8.000 người những cái hiệu quả về sản phẩm. Còn nếu như mà bạn đang muốn mở rộng kinh doanh, bạn đang muốn chiêu mộ hiền tài, bạn đang muốn là làm sao để mở rộng được cái đội nhóm của mình, làm sao tìm được những cái nhân tài làm việc đồng hành cùng với mình, tham gia hợp tác cùng với công ty như mình, thì bạn phải chia sẻ những câu chuyện thành công, những câu chuyện kinh doanh thành công. À, có rất nhiều người, bạn phải hướng dẫn cho tư vấn viên ngay từ đầu cái chuyện này. Có rất nhiều người là cứ nói rằng là chị ơi chị vào xem cái này đi, chị ơi chị đọc cái tài liệu này đi, chị ơi chị đã vào tìm hiểu chưa, chị ơi chị đã dùng sản phẩm chưa. Nếu mà mình cứ hỏi như thế, mình có hỏi 6 lần, 8 lần, 10 lần người ta cũng không làm. Thế còn nếu mà bạn bán sản phẩm nhá, thì chụp ảnh những cái người mà người ta đang dùng sản phẩm có hiệu quả gửi cho, đây chị này sử dụng sản phẩm có hiệu quả, chị này bị này này này, đã dùng sản phẩm và đã có kết quả này này này. Cứ 2-3 ngày lại gửi cho họ một cái bằng chứng như thế. Còn nếu mà là kinh doanh thì bắt đầu gửi người này, à bạn này, bạn ấy có đặc điểm này này, bạn ấy xuất phát điểm của bạn như thế này, bạn có kết quả như thế này sau từng này thời gian, bạn kia thì có đặc điểm kia, có kết quả từng kia sau từng này thời gian, chụp cái Facebook của họ và hướng dẫn họ vào cái đội nhóm, vào những cái group của chung của chúng ta ở trên S69, họ tự động sẽ biết kết nối như thế nào. Thế đấy là cái cách mà chúng ta sẽ
hướng dẫn cho người mới của chúng ta để người mới chúng ta có thể biết được là à, vậy là cách làm là như thế nào, người ta bắt đầu có một cái sự hình dung. Chứ còn nếu mình chưa cho người ta có một sự hình dung gì cả, xong mình lao đầu vào cái, mình bảo là nào, đập ngay cái này, đập ngay cái kia, thường cái chiêu đấy nó chỉ phù hợp khi mà bạn có những cái tàu vàng thực sự ấy. À, còn lại tất cả mọi trường, gọi là những người rất là sẵn rồi ạ, còn lại tất cả mọi trường hợp mình đều phải thiết lập luật chơi, mình đều phải nói với người ta, mình đều phải hướng dẫn người ta như vậy. Thì đấy là năm cái điều mà Anna sẽ làm. Sau đó rồi thì Anna sẽ tạo ra một cái checklist ạ. Anna sẽ tạo ra một cái checklist. Checklist này là cái checklist mà Anna làm, ví dụ như bước 1 là welcome, rồi cài đặt kỳ vọng, dặn dò những công việc hàng ngày, số điện thoại của công ty làm sao, email của công ty làm sao, hợp đồng làm sao, rồi mua đơn hàng thì phải làm gì, rồi mở mã số thì làm sao. Tôi không bao giờ để cho một tầng 1 nào đấy của tôi mà lại không biết tự mở mã số và mua đơn hàng. Tôi cực kỳ kỵ cái việc là dùng thời gian của mình để đi làm hộ ba cái việc đấy. Mình không phải là trợ lý, apply không phải là trợ lý, cài đặt ngay từ đầu luôn. Tại vì là hỏi họ là em nghĩ sao nếu em có 20 tư vấn viên và 20 tư vấn viên đều nói em làm dùm họ cái này cái kia. Apply còn phải đi mở rộng chứ, đúng không nào? Mình sinh ra để làm leader, không thể nào mình dùng thời gian quý báu đấy để làm những cái việc mà nhẽ ra mỗi một tư vấn viên phải có cái năng lực tự làm. Tại vì cái đấy nó nhân bản. Cái quan trọng là cái đấy nó nhân bản ra. Rồi checklist nữa là gì? Mình cần phải đào tạo họ cái gì? Đào tạo về sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng, đào tạo về cái chiến lược kinh doanh mà đội nhóm đang áp dụng. Nói với họ là bạn phải hiểu rõ được sơ đồ trả thưởng, phải nhìn nó, phải viết được nó trong vòng một trang A4. Tôi không bao giờ cho một người nào tầm 1 của tôi mà đi tiếp, nếu như mà đi tiếp vào quá trình đào tạo nếu mà họ không xong cái phần này. Mình là kinh doanh, mình phải biết cái cách mà tiền về. Nếu mình kinh doanh mình không biết cái cách tiền về nữa thì tiền nó làm sao mà mình nói được với người ta. Khi mà bạn gặp một người nào đấy nhá, người rất giỏi đi, bạn rất thích đi, người ta lại hỏi bạn chính cái khoảng giữa của cái sơ đồ trả thưởng ấy, bạn không trả lời được là xong rồi, coi như mình mất cơ hội. Mình lại còn nói là à em chưa rõ cái phần này, à, hay là chị hẹn em đến khoảng thứ tư, thứ năm, em hẹn với cái chị apply của em, chị apply của em chị giỏi lắm, chị sẽ vào và chị sẽ giải thích. Thế thì không bao giờ người ta tin mình, vì người ta vào là người ta phải cảm nhận được cái sự chắc chắn của người hướng dẫn mà. Cho nên người hướng dẫn phải rất là chắc chắn. Nào, thế thì sau khi được xong hết cái đấy, tôi mới bắt đầu hướng dẫn đến sản phẩm. Tôi nói rằng là riêng sản phẩm thì chúng ta chỉ cần hiểu và tra cứu là được rồi, không cần phải thuộc. Bạn cứ tư vấn nhiều cho khách đi, bạn tự thuộc. Còn Anna bán có khoảng 4 đến 10 sản phẩm thôi. Cho nên Anna chỉ thuộc 4 đến 10 sản phẩm thôi. Và tôi nói đấy, em bán cho cái thị trường đấy giúp chị. Thì nó sẽ rất là gọi là tiết kiệm thời gian cho em. À, sau đó rồi thì tôi sẽ cung cấp tất cả những cái form biểu mẫu nào mà cần, bao gồm thực đơn tôi thiết kế sẵn làm sao tôi gửi này, chế độ ăn làm sao tôi gửi này, các form mà thường gặp làm sao phải gửi cho họ, cái file mà danh sách người quen rồi đấy, mấy cái đấy file gửi hết em bạn. Các bạn chỉ cần một lần cho lên Google Drive với các bạn gửi hết cho họ, các bạn làm xong á thì sau này đội nhóm các bạn chỉ việc sử dụng cái đấy thôi, rất là nhanh. À, rồi bắt đầu nói về 7 kỹ năng của S69. S69 có 7 kỹ năng mà, đúng không? Đó. Thế là mình sẽ phải lên checklist những cái đó. Rồi hoàn thành hợp đồng, nói nhắc cho họ về việc hoàn thành hợp đồng. Rồi đối với những một số bạn thì tôi kiểm tra xem bạn này có thói quen đọc sách không. Nếu không có thói quen đọc sách, chưa phát triển bản thân, tôi sẽ bắt đọc sách ngay. Đây là một cái tip cực kỳ quan trọng. Đôi khi có những cái quyển sách sẽ làm thay đổi tư duy của người đấy. Cho nên là việc của chúng ta là phải biết nhờ đến các vĩ nhân, người ta đã viết ra những quyển sách rồi, chả tội gì mình phải nói, đúng không? Đọc một quyển sách để mà thay đổi được tư duy á, mà bạn đọc một quyển sách nó có đầu có cuối, nó có cấu trúc rõ ràng. Chứ còn mình ngồi mình nói chuyện, mình không thể nào dành một buổi mà nói chuyện với họ vài tiếng đồng hồ để thay đổi tư duy của họ được, rất là khó. Cho nên là tôi cài đặt ngay cái việc đọc sách. Đó, đấy là những cái thứ đầu tiên mà tôi sẽ làm việc với tư vấn viên. Và sau khi tôi làm việc như thế với tư vấn viên xong á, bắt đầu tôi hỏi về mục tiêu tài chính. Bạn có mục tiêu gì? 3 tháng bạn muốn cái gì? 6 tháng bạn muốn cái gì? À, và tôi luôn luôn hỏi, tôi hỏi là cái mục tiêu đấy có phải thực sự là mục tiêu của bạn không? Có thực sự không? Nó có dành cho bạn không? Hay nó dành cho ai? Sau khi tôi hỏi câu đấy xong, họ nói cái số tiền họ muốn tôi trong 3 tháng, 6 tháng, xong 1 năm. Thực sự thì đôi khi có những cái cơ hội họ nói rằng là bạn phải xem đây như một hành trình bạn đi học. Bạn có thể mất 3-4 năm để bạn học. Bạn học xong rồi để mà bạn có thể biết được, bạn hiểu được các kỹ năng. Bạn hiểu được các kỹ năng xong xuôi rồi thì sau đấy bạn mới có tiền. Ôi, tôi mà như thế tôi không bao giờ làm.
gặp phải Anna là một người rất là xôi thịt. Tôi không bao giờ làm cái gì mà 3, 4 năm sau mới có tiền. Không có cái gì mà phải đi học như thế cả. Nguyên cái hành trình chúng ta làm cái ngành nghề này đã là một hành trình gọi là trường dạy làm giàu dành cho những người thích giúp đỡ người khác rồi. Thông qua cái quá trình, bởi vì mình cần học cho nên là mình mới gia nhập vào đây. Đây là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta có thể thi triển được những cái từ lý thuyết biến thành thực tiễn. Để từ mình biến được từ lý thuyết thành thực tiễn thì trong đó mình sẽ có kỹ năng. Cho nên là có nhiều người nói là tôi rất là thích một ông thầy nào đấy, người nước ngoài, cho nên là tôi đã đi theo ông thầy đấy. Tôi hỏi là đi theo bao lâu rồi? Bảo là đi theo 2 năm. Tôi bảo, tức là bạn ấy muốn giới thiệu cho Anna. Thế tôi bảo luôn, 2 năm kiếm được bao nhiêu tiền? Tại vì 2 năm, nếu mà mới 2 tháng tôi sẽ không hỏi câu đấy, nhưng 2 năm tôi sẽ hỏi câu đấy. Tôi bảo 2 năm kiếm bao nhiêu tiền? Bạn ấy 2 năm ít nhất là bạn phải kiếm được bao nhiêu đấy, phải nói ra chứ. Bạn ấy còn nói với tôi là bạn chưa kiếm được đồng nào thì tôi sẽ nghi ngờ về cái việc đấy ngay, bởi vì là 2 năm. À, người ta dạy nhau là 2 năm, 3 năm, 4 năm mới có tiền. Ồ, tại sao lại thế? Chúng ta hoàn toàn có thể cho nhau có tiền ngay sau khi 3 đến 6 tháng mà, đúng không nào? Trong ngành nghề của chúng ta, trong cái công việc kinh doanh của chúng ta, cho nên là tôi sẽ xác lập ngay để tôi phân biệt được là ai là có ý chí, ai là có mục tiêu lớn. À xin lỗi, mới này mới phân biệt được mục tiêu lớn thôi, chưa liên quan gì đến ý chí. Rồi tôi hỏi một câu tiếp theo, câu này quan trọng hơn. Bạn sẵn sàng hy sinh điều gì, nới lỏng điều gì, học thêm điều gì, từ bỏ điều gì để đạt được cái điều bạn muốn? Một ngày bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để làm việc? Tôi hỏi ngay lập tức. 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng. Và tôi hay nói câu này này. Anna hướng dẫn giỏi nhất dành cho những người mà dành từ 10 đến 14 tiếng một ngày. Đấy là cái nhóm mà Anna hướng dẫn giỏi nhất. Nếu bạn là ở trong nhóm đấy thì Anna sẽ hướng dẫn bạn. Bạn có thể đi hết sơ đồ trả thưởng trong chấm chấm chấm. Đấy, tôi nói như vậy luôn, cho nên là đội của tôi toàn full time. Trước tiên là cứ để họ full time đã, để mà họ tập trung, họ sử dụng sức mạnh của sự tập trung. Thế còn ai mà vẫn đang còn hai chân hai thuyền là tôi hỏi luôn là dạng háng thấy có đau không? Và mình bắt đầu gieo cái hạt giống để họ hiểu rằng là không sớm thì muộn họ phải chọn một cái. Nhưng mình không phải là người chọn. Tôi luôn luôn rất tin tưởng vào những cái người tư vấn viên. Chính họ sẽ biết đưa ra cái sự lựa chọn cho riêng họ. Tôi luôn luôn tin tưởng vào họ. Và cứ mỗi lần họ lo lắng vì không biết họ nên phân bổ thời gian thế nào, Anna lại nói rằng là chắc chắn là bạn sẽ tìm được cái phương án, chắc chắn bạn sẽ biết được bạn nên tập trung vào đâu. Và bắt đầu bằng cái niềm tin như thế, họ bắt đầu suy nghĩ. Và khi họ suy nghĩ, họ bắt đầu hỏi mình các câu hỏi, mình mới sẽ trả lời. Đấy là tất cả những cái gì mà Anna sẽ nói chuyện với một người mới trong 1 đến 2 buổi đầu tiên. Và sau khi Anna nói được, Anna trình bày được tất cả những thứ đó thì bắt đầu Anna kiểm tra xem sơ đồ trả thưởng bạn học đến đâu rồi. Bởi vì Anna thường sẽ đưa cái video clip sẵn cho các bạn ấy. Các bạn ấy xem trước rồi bắt đầu mình mới giải đáp. Thế thì khi mà như vậy á thì những cái người tư vấn viên mới họ hiểu rằng là đấy là cái cách hướng dẫn, và sau này mình cũng phải hướng dẫn được cho tầng 1 của mình như thế. Và rồi mình vào quy trình đào tạo giống như là thủ lĩnh vàng của chúng ta hay hướng dẫn tất cả chúng ta. Hôm nay Anna xin được chia sẻ với các bạn những cái phần mà bước đầu, bước mềm rất là quan trọng để mà mình có thể hướng dẫn tự tin, hướng dẫn được một tư vấn viên. Và Anna tin là nếu mà các bạn áp dụng cái cách mà Anna vừa mới chia sẻ thì các bạn cũng sẽ hướng dẫn được tư vấn viên, mà không phải là hướng dẫn theo kiểu là mơ hồ đâu, mà họ sẽ hiểu rất rõ ở đây họ phải làm cái gì. Họ hiểu rất rõ đây là công việc của họ, họ hiểu rất rõ thời gian họ dành là như thế nào, họ hiểu rất rõ mục tiêu của họ, và họ biết rằng họ phải hy sinh cái gì, nới lỏng cái gì để họ đạt được cái mục tiêu đấy. Chứ không bao giờ có toàn là muốn những thứ mình muốn rồi nằm mơ đến một ngày đẹp trời chúng ta sẽ có biệt thự Hy Lạp, là không có chuyện đấy rồi. Thế thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi phần livestream của Anna. Anna sẽ up lại cái phần livestream này vào kênh YouTube. Và nếu anh chị em muốn gặp Anna và nhận được thông báo của Anna thì xin hãy follow vào kênh YouTube và Facebook của Anna. Hãy bật chuông lên, hãy bật thông báo lên để mỗi lần mà Anna livestream thì các bạn có thể nhận được nhé. Hiện tại thì Anna vẫn cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân thì mới có thể kết nối được với đông các bạn như thế này. Thế mà tới đây thì nếu mà chúng ta follow nhau nhiều rồi thì mỗi lần mà Anna livestream thì các bạn sẽ tự nhận được thông báo và các bạn sẽ có thể vào đây để trò chuyện với Anna. Và hôm nay là ngày 18 tháng 5. Sự thực thì theo như cái kinh nghiệm của Anna trong 7 tháng vừa qua thì bắt đầu từ lúc này cho đến cái khi mà kết thúc tháng thì doanh số nó sẽ gấp 4 đến 5 lần từ lúc này cho đến đầu tháng. Cho nên các bạn hãy tập trung cao độ,
cứ kết nối và chia sẻ liên tục, và khi chia sẻ thì phải ra được đơn hàng. Và bằng cái việc mà hướng dẫn cho tư vấn viên của mình ngay từ đầu những thứ đấy, và nói với họ rằng là khi mà chia sẻ, bạn cảm nhận bạn phải biết chia sẻ cơ hội rồi, người ta quan tâm rồi, thì phải bảo người ta là mở mã số và trải nghiệm ngay. Vì mình không thể nào kinh doanh một thứ mà mình còn mơ hồ được. Đó. Và bạn phải có một cái niềm tin kiên định là như vậy. Cái sản phẩm của chúng ta, giá của chúng ta quá mềm so với cái hiệu quả của nó, và ai cũng có thể sử dụng được. Vì thế cho nên là các bạn hãy mạnh dạn để hướng dẫn họ, để họ ra được những cái đơn hàng. Và khi họ ra được những cái đơn hàng như thế là kèm vào trong cái quá trình tìm hiểu, chứ không phải là tôi tìm hiểu xong rồi tôi mới dùng sản phẩm. Hãy tin Anna đi, cái niềm tin nó phải là gốc rễ. Mà thực ra cái này là các bạn cũng đã nghe đến rất nhiều leader của chúng ta nói rồi. Anna cũng là tin cái người dẫn đường của Anna. Anh ấy cũng nói là như thế. Anh ấy cũng nói rằng em hãy dùng sản phẩm đi để niềm tin của em là gốc rễ. Thì bây giờ tôi lại cũng nói với các bạn, nghề của chúng ta là nhân bản và mô phỏng à, đúng không nào? Cho nên là hôm nay Anna trao đổi với các bạn và với một cái mong muốn rằng là cái kết quả trong cái tháng này của chúng ta thật là bùng nổ. Và bây giờ thì chúng ta đang có trong tay một cái phương tiện mà không phải ở đâu cũng có, không phải thời điểm nào cũng có, và không phải ngành nghề nào cũng có. Và nhất là trong cái xã hội mà hiện tại là có rất nhiều người thất nghiệp như hiện nay, thì hãy làm sao mà có thể chia sẻ đến đúng với những người thích kinh doanh. Anna nhấn mạnh lại nhá, mình hãy làm sao để mình sử dụng tất cả những cái này. Nó sẽ chỉ có hiệu quả khi mà các bạn tìm một đối tượng mà thích kinh doanh, xem đây là một cơ hội kinh doanh. Và khi họ xem đây là một cơ hội kinh doanh, bản thân họ nhận định được họ là một doanh nhân, bạn hướng dẫn họ những cái này, họ sẽ rất là cảm ơn bạn. Xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ vượt ngưỡng và xuyên đích tất cả các mục tiêu trong tháng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 tuần sau.